đôi mũ la mịt cây ngợn tàu cao đã trước đưa sau dù nhau một nụ. Đi chơi xuống nước tập bơi lên bờ đấm đá miệng thổi kèn la tò tít tò tít tò tít tò tè. Hãy vắt cờ tre dù nhau mà chơi cho đánh trận ra đó bằng ba la la bằng ba đứa nào bắt trước thì được làm cha đứa nào bắt sau thì làm con. Các bạn, mình là Vân Trang và mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Sẽ có điều gì thú vị trong chương trình của chúng ta nhỉ? Vân Trang bật mí với các bạn nhé. Đây là một chương trình dành cho các bạn yêu thích ca hát và muốn thể hiện khả năng âm nhạc của mình đấy. Và các bạn vừa được thưởng thức một đoạn ca khúc sẽ được nhân vật của chúng ta thể hiện trong chương trình ngày hôm nay đấy. Bạn ấy là ai nhỉ? Chúng ta hãy cùng làm quen nhé. Mình tên là Nhật Tường, mình 13 tuổi. Ca hát là một sở thích của mình. Mình còn có một cô em gái có cùng chung sở thích này, tên là Nhật Linh. Và em ấy có một cô bạn chơi rất thân, tên là Bảo Linh, cũng rất thích ca hát. Vậy là tớ có hai cô em gái cùng chia sẻ với niềm đam mê về âm nhạc. Ngoài ca hát, tớ còn thích đánh đàn guitar nữa. Nhưng đây cũng chỉ là sở đoản của tớ thôi. Tham gia chương trình này, chúng tớ muốn được thể hiện niềm đam mê với âm nhạc. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích ca khúc mà chúng tớ thể hiện. Xin chào các bạn. Chào Vân Trang. Mình vừa được nghe một khúc nhạc khá là vui. Vậy đây có phải là bài hát mà các bạn sẽ thể hiện trong chương trình ngày hôm nay không? Đúng rồi chị Vân Trang ạ. Đó là bài hát Con Nít. Chúng em đang nghe bài hát này thấy giai điệu vui vui và là lạ nên đã quyết định chọn bài hát này để tham gia trong chương trình. Các bạn tập bài hát này trong bao lâu? Khoảng trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần đó thì bọn tử đã gặp rất nhiều vùng khó khăn trong việc tập luyện. Thì là áp lực về việc học hành, rồi là áp lực về việc học thêm. Vậy mình còn biết là bạn Nhật Tương và bạn Nhật Linh là hai anh em, nên chắc là thời gian sẽ thuận lợi hơn. Vậy còn bạn Bảo Linh, bạn đã bố trí thời gian như thế nào để có thể tập hát cùng với hai bạn? Nhật Linh và anh Nhật Tương cùng học được một lớp năng khiếu cùng nhau. Những thời gian rảnh rỗi, bọn mình thường tập bài hát Con Nít. Vậy chắc có lẽ là các bạn cũng đã quay xong phần MV rồi đúng không? Vậy quay MV thì như thế nào? Có những bọn tớ phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Có những địa điểm mà đoàn đã đến rồi, nhưng mà anh quay phim này thấy không vừa ý. Nên là bọn tớ phải chuyển đi nơi khác. Một hôm là tớ và cả đoàn là đi quay trong một đi quay trên một cánh đồng. Trên cánh đồng đó có một đàn chó rất đẹp, vì vậy nên đoàn đã chọn địa điểm đó. Thì đoàn bắt đầu bật nhạc lên và ghép thử. Thì nghe thấy tiếng nhạc thì đàn chó liền đi về. Vậy nên là khi thấy như vậy thì cả đoàn sững sờ, nói chung là không ai nhìn lại, mọi người nhìn nhau. Rồi là cái đoàn phá lên cười. Rồi sau đó thì anh quay phim nên dần bọn tử đi một vòng để chọn địa điểm. Đi hết nơi này đến nơi khác thì bọn tử dầm phải thì có vài người trong nhóm dầm phải cái thân cái sống hộ, dầm phải gái. Rồi là nói chung là dầm về rất nhiều thứ khiến cho chân đứa nào đứa nấy chảy máu hết. Mình cũng đang rất hào hứng chờ đón MV của các bạn đấy. Và mình tin rằng đó sẽ là một MV đầy thú vị.
các bạn thân mến, ca khúc Con Nít là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Ca. Ca khúc này nói về tuổi thơ của những người thuộc thế hệ từ 8X trở về trước, thường gắn liền với những hình ảnh cười chuông tắm sông hay chơi trò đánh trần giả, là những tiếng cười hồn nhiên hay những lúc khóc nhè vì bị bắt nạt. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng giúp cho nhạc sĩ Hoàng Ca viết lên bài hát kể về những câu chuyện lúc còn nhỏ mà chính nhạc sĩ cũng đã từng trải qua. Dù bây giờ không phải chúng ta ai cũng có thể có cơ hội tham gia những trò chơi dân gian đầy thú vị ấy, nhưng mình tin chắc rằng khi lắng nghe ca khúc này, chắc hẳn các bạn ít nhiều sẽ thấy được tuổi thơ hồn nhiên, tươi vui của mình trong bài hát. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với MV Con Nít do bạn Nhật Tương, Nhật Linh và bạn Bảo Linh thể hiện nhé. Gọi tên con nít, cái tên là con nít, cái mình nhỏ xít đôi mũ la mít, cái ngựa tàu cao đã trước đưa sau dù nhau một lú. Gọi tên con nít có thêm cả ba ba, cái quần thùng nít mới chạy lít thít, vừa chạy vừa la quần la chuối vô ra làm buồn. Học rồi thì chơi, xuống nước tập bơi, lên bờ đấm đá miệng hồi kèn la, tò tít tò tít tò tít tò te. Hay phất cờ tre dù nhau mà chơi cho đánh trận ra đó. Bằng ba la la bằng ba. Đứa nào bắn trước khi được làm cha, đứa nào bắn sau thì làm con. Quật tên con nít, cái tên là con nít, cái mình tròn vo, áo ấm bằng go, gieo hò khắp xóm, giặc tới thì đánh, tò tít tò tít tò tít tò te. Không chơi mày chơi dù nhau mà chơi cho đánh trận giờ đó. Bằng ba la la bằng ba. Đứa nào đánh thắng thì được làm vua, đứa nào đánh thua thì làm con nít.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với MV Con Nít do bạn Nhật Tương, Nhật Linh và bạn Bảo Linh thể hiện. Các bạn cũng có thể xem lại MV này trên trang truyền hình Nghệ An.vn đấy. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Tàu cao đã trước đưa sau, dù nhau một lúc.